lên nhổ cái đấy đợi em. Cái sống hành bảo ấy. Còn cân. Để chậu hoa ra trước. Để mấy chậu hoa này ra trước. Ta xin đi. Để tạm nó xuống đâu đó. Đây đây đây.
anh nhấc cái đồng nữa. Ôi, từ từ nhé, từ từ nhé. Từ từ, đừng đẩy, đừng đẩy. Từ từ nhé. Con người ăn cả. Tao lên, lên tao lên. ก็เก็บสมุดก็เซ่นเลยก็จ่อจุ๋มนะจุ๋มเอ้ยจุ๋มเอ้ยมันครบนั่นน่ะครบผมดูกระหอบซื้อขาไม้บ้องหน่อยตื้อเหอะมันซื้อดูต้องไม่บ้องมองงอเท่าบอกต้องดู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 ต
an toàn. Cây nó ra xuống. Chưa, anh nói em nhìn thấy. Em cân đối chưa? Ok. Em lúc hai cái bên này nó cân đối với nhau chưa? Là còn phải đi dịch lại ấy. Chắc là bình chắc luôn. Cái này là một cái to nó phải chéo cho mình nó chứ. Kéo chả ăn. Quả cái này nó ăn từ đó mà mấy ngoài mà ơi nó chắc chắc phải giá. Phải giá. Đó là đóng từ từ dưới này thiên lên. Thì có thể một cái nữa này. Ờ, nó một cái kèn á. Má à nó biết để cái gì có hạt đấy. Thank you.
cho ra luôn hay là bà chưa cắt luôn? Một cái không được luôn. Đây thì một cái được không? Được. Nhưng mà là ví dụ thế này thôi, đóng hộp như thế này, cái tuấn này mình đã đóng lên đây thôi. Yeah.
xuống móc lên rồi đóng chốt đinh vào đi ra, cái cậu lợp trong cậu đó đóng được búa vào đấy rồi. Thế xích đu dây được chưa? Dây xong rồi. Xích mắt xích thì tăng 2-3 mắt, 4 mắt vào. Không phải cuốn đâu, cứ móc để nguyên lên xích như thế thôi. Không phải cuốn. Tăng đều mắt lên nhá. Thử ngồi vào xem nó mới biết được cái tầm. Tăng lên đi, tăng lên. Kể cả ví dụ đứa thấp, đứa cao vẫn tăng được hết được. Được không? Nhưng mà nó xoay nhỉ. Đây lại bóng, bên khán giả vảnh khán giả này. Khán giả này, trở lên phải làm gì? Nó đang quay. Đấy, đúng rồi. Mắt thế của em đấy giống chị mà. Ăn tăng nhẹ lên. Đấy, đấy, đấy. Ăn chưa? Từ từ đó, từ từ xem. Rồi tắt những bằng này được rồi. Cái người quá nên nhìn xuống. Bên dưới ra đâu ra đầu bên đấy nhiều hơn. Mềm nhéo hả? Đóng tạm như thế nào bây giờ, đóng tiếp một cái đóng kia. Tí nữa mình đi trồng nữa thôi nhá. Tí nữa mình trồng nữa đấy. Anh nhá. Bán đi.
Ôi, sao tuột rơi đằng sau em rồi. Tuột thế này mà nó không rơi ai. Nó có cái lực. Có, ở trên kia nó chịu lực cho rồi. Anh đừng có kẹp cổ em đi. Đây bóng lên cơ mà.